bể điều tới mịt, không biết đâu là nẻo mà ra. Bỗng đúng tài tinh đã kinh ba quân, dạ hãy tìm xem có lối nào ta thoát được. Vâng anh. Sau lưng rừng rậm chập trùng lưỡng nàng tiên thoái, khi gì mãi mày đuổi theo tên cốt đột, vì ngựa miệt mài tiên thẳng một đàn sông lướt. Càng đi càng thăm sâu mà không tìm được nẻo quay về. Bốn bước dưới mịt mù không thấy nẻo mà ra. Quân, dạ nghe lệnh truyền của ta, xem ánh sáng nào thoát được nơi đây. Vâng lệnh. Tôi trông thấy anh đẹp léo léo, hình như có nhà dân trú ngụ đâu đây. Ta với ngươi cùng theo đến đó. Tuân lệnh.